nó già dài là trước cứ đầu tiên. Nam kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Với các nhà điền chủ, tiền của đại hương ruộng vườn muôn mẫu, ngài giác tỉnh họ. Điền chủ phải một lần chịu tốn giúp áo quần, giúp mi giống thêm lên, muốn cho dân được lòng bền, mua giùm canh cũ là nền khuất trương. Với những người nghèo khổ làm thuê làm mướn, như người xưa đã bảo quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, thì nay Đức Quỳnh giáo chủ cũng dạy: kẻ phu ta cũng là trọng trách, cứu giống nòi quyết sạch non sông, một phen gia cốt ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng. Sau cùng, ngài đem tấm lòng từ ái nhắn gửi các giới đồng bào hãy xây lưng đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau để xứng đáng là con cháu rồng tiên. Gửi một tấm lòng son nhắn nhủ khuyên đồng bào hãy ru cho đông, nắm tay trở lại cánh đồng cần riêng phần tín đồ. Ngài dạy mỗi người cần thể hiện cả hai việc sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, bởi có làm ăn gia đình mới có đủ sống và yên tâm tu học, có thực mới việc được đạo, lại còn dư ra để bố thí giúp đời và đủ phương tiện đền đáp tứ ân. Tứ ân đã trả chẳng còn tội ăn, song sự làm ăn phải đúng theo chánh nghiệp và biết tiết kiệm để tránh sự tiêu xài xa xí, mà suốt ngày phải dồn hết thân tâm phụng sự cho vật chất, không rảnh rỗi tu hành. Và có tu hiền chân chất, hành giả mới đặng trọn lành trọn sáng để thoát qua tai nạn hải hùng của cơ tận diệt và vượt khỏi dòng sanh tử luân hồi. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Cho nên cả hai mặt nói trên, người tu theo giáo lý Phật giáo hòa hảo không thể thiếu một. Cũng trong thời gian ấy, năm 1945, có bọn tà thuyết tung ra một bài sấm lan truyền khắp vùng Hậu Giang, nói rằng tháng 8 tới đây sẽ tối trời tối đất, người chết nhà tan. Đức Thầy biết đó là điều mỹ dấu, có hại chung cho quốc dân. Hại cho quốc ơi, cưới dân sanh ruộng đồng tươi đẹp dân đành ngó bọn chúng còn ngầm mưu to đập với nhau, làm mất uy tín Phật giáo hòa hảo. Phao tin rằng chuyện đó do Tư Hòa Hảo truyền ra, nên buộc lòng Đức Thầy mới đính chánh. Buộc lòng tôi phải đính ngoan, cho trong toàn quốc gần xa đều tường. Chuyện ấy là của bọn phá hoại chủ trương hại mình, anh em ta hãy đồng tình.
chuyện quyền tràn lan ra nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 40 siêu phàm nhập phàm. Trời về thu, mưa tuôn tầm tã, đường xá bùng lầy, rất trở ngại cho khách bộ hành. Nhưng tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, lúc nào cũng đông nghẹt người ta. Kẻ nhờ đức thầy trị bệnh cho thuốc, người thì đợi nghe thuyết pháp, chép kinh giảng hoặc xin quy y. Sau giờ thuyết giảng đạo đức hôm ấy, có một ông lão bước lại gần đức thầy xin được làm lễ quy y. Đức thầy nhìn ông lão hỏi: hồi trước ông quy y bài nguyện như thế nào? Ông lão liền đọc: Nam mô giới hương định hương huệ hương, mỗi nhật phần hương thấu đến thập phương siêu phàm nhập thanh. Ông lão vừa đọc đến đó, đức thầy đưa tay ra dấu chặn lại và nói: khoan khoan, đó là dạy thời gian trước, còn thời gian này tôi dạy tu siêu phàm nhập phàm, chớ không phải siêu phàm nhập thánh như hồi trước nữa. Ông lão đứng suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết hiểu như thế nào mà không thấy hỏi thêm gì nữa, rồi cũng tiếp tục làm lễ quy y. Qua sự thấy nghe của ông đặng thành tựu: phụ bàn, Phật pháp bao giờ cũng đối cơ khai hóa, chứ không cố định một kiểu cách. Cũng như vị lương y tùy theo bệnh mà cho thuốc, chẳng nhất loạt là phải dùng một thứ. Trường hợp ông lão vừa kể trên, đức thầy hiểu rõ căn duyên của ông đã có quy y từ trước, cũng như đã được đi một đoạn đường của Phật pháp, nên ngài hỏi thêm: hồi trước ông quy y bài nguyện như thế nào? Để rồi ngài nhắc ông tiến thêm một đoạn đường nữa, là bây giờ ngài dạy tu siêu phàm nhập phàm, chớ không dạy tu siêu phàm nhập thánh như hồi trước. Tại sao thế? Bởi ý niệm chung của các giới tu hành lúc bước sơ cơ, ai cũng muốn cho mình mau thành Phật thánh, rồi chấp cứng cái sở cầu, sở tu, sở chứng mà không thoát ra được, để tiến đến chỗ vô tu, vô chứng, vô sở hành, vô sở đắc. Hơn nữa, người tu khi được siêu phàm thì là thánh rồi, cần gì phải nói thấy, nói nhập chi cho kẹt trong chỗ chấp tâm, chấp pháp. Ví như người làm ruộng chỉ cần dọn sạch cỏ và lo cài xạ, rồi siêng năng chăm bón phân nước, tự nhiên kết quả lúa trúng. Còn sự mong cầu trong đời đâu thêm được gì. Giả lại, phàm phu và Phật thánh vẫn một tâm hồn. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Nó chỉ khác nhau ở hai trạng thái mê lầm và giác ngộ. Còn mê là phàm phu hay ma quỷ, mà giác ngộ là Phật thánh tiên. Hễ ai tu cho hết mê về ngộ, tức là nhập thánh. Mà nếu còn chấp cái được ngộ, nhập thánh, tức là còn chấp pháp, chấp tâm. Cho nên đức thầy dạy ông lão dùng chữ siêu phàm, chớ không nói đến từ nhập thánh. Bởi những cái có không bao giờ đạt được lý chân không, mà hãy tìm kiếm cái không mới có. Trường hợp này Phật giáo Thiền Tông gọi là tâm vô tâm. Xong được tâm vô tâm chưa phải là cứu cánh của đạo, mà còn phải vượt qua một quan ải nữa: mạc vị vô tâm dân thị đạo. Vô tâm do cách một trùng quan để tiến tới bình đẳng tâm. Còn đức thầy hiện nay không dạy ông lão siêu phàm nhập thánh, mà lại dạy siêu phàm nhập phàm, là ngài muốn dạy tín đồ lối tu không lìa đời yếm thế. Bởi ngoài đời không có đạo, mà phải đời đạo liên quan rạng chói ngờ. Cũng như ngoài bùn sen không thể mọc, nhưng sau khi cư trần bất nhiễm, lẫn tục đừng mê, thì nhà tu hòa quang đồng trần. Hay nói cách khác là phải nhập thế cứu đời. Đức Phật ngàn xưa há chẳng bảo: ta vì muốn cứu khổ chúng sanh mà tu, chớ không phải vì ngôi chánh giác. Và câu: Phật vị đại sự nhân duyên, xuất hiện ư thế,
trong bức tranh Chăn Trâu thứ 10 của Thiền Tông là nhập triền thùy thủ, thõng tay vào chợ. Nghĩa là khi hành giả công viên quả mãn, bình thường tâm thì sống chung lộ với mọi người để tùy phương giác ngộ qua các gương hạnh của Đức Lục Tổ Huệ Năng, Tế Điên Hòa Thượng và gần đây là Đức Phật Thầy Tây An cùng Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Tóm lại, lời Đức Thầy dạy ông lão siêu phàm nhập phàm quả là một pháp cú vô thượng thầm thâm, vượt ngoài tam thừa kinh giáo. Đường tu Ngài dạy tín đồ không luận trẻ già, nam nữ, xuất gia hay tại gia, hoặc giàu khó, ngu trí, mà bất cứ ai cũng có đủ diệu năng tu thành Phật cả. Chỉ cần hành giả y cứ vào phương châm nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt ngã sắc không không sắc chớ lìa xa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 41 xuất gia. Lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo năm 1939, có một nhà sư pháp danh là Đức Minh ở Thiên Cẩm Sơn đến viếng Ngài. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, Đức Thầy hỏi nhà sư: ông xuất gia được bao lâu rồi? Sư Đức Minh đáp: từ ngày tôi xuất gia tu hành cho đến nay được 40 năm. Đức Thầy lại hỏi tiếp: thời gian 40 năm ấy, ông có lần nào xuất nữa chưa? Nhà sư ngơ ngác hồi lâu, chẳng biết vì không lãnh hội được câu hỏi hay lý do nào mà ông nói lắp qua chuyện khác. Nhiều người chung quanh đợi lắng nghe nốt lời vấn đáp, xong chờ mãi suốt giờ nói chuyện, đến khi từ giả, nhà sư vẫn không trả lời câu hỏi ấy, mà Đức Thầy cũng không hề nhắc lại. Thuật theo lời ông xã bộ: phụ bà, thông thường từ trước tới giờ người ta hiểu hai chữ xuất gia qua hình thức là ra khỏi nhà thế tục, lìa cả thân bằng quyến thuộc, vào ở các nơi chùa chiền liêu xá hoặc núi non am cốc, mặc y phục nhà tu màu vàng hoặc màu già, xuống tóc vân vân, và không sinh hoạt đời sống như hái rau nhổ cỏ, chỉ ăn nhờ của bá tánh thập phương. Xong tất cả sự việc ấy chẳng qua là hình thức thân xuất gia, là sự tướng xuất gia mà thôi. Nếu nhà tu còn chấp ở mức đó, qua những hình thức đó là đạo chưa ra khỏi bánh xe luân hồi. Vậy muốn giải thoát sanh tử cần đạt lý xuất gia, tâm xuất gia, tức là không câu chấp ở hình thức ăn mặc ở, tu với nghi cách nào cũng được, miễn là điều tâm ra khỏi nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nghĩa là không luận hình thức ở nhà hay ở chùa chiền am cốc, hoặc chợ búa hay núi non rừng thẳm, mà bất cứ sống hoàn cảnh nào, còn sinh hoạt đời sống hay không, miễn hành giả biết quay về nội tâm, lọc sạch vọng trần ô nhiễm, là kết quả bằng tâm còn chấp nhiễm trần lao nhân ngã, thì dù mang hình thức gì cũng không giải thoát cả. Tâm trần tốt còn phân nhân ngã thì làm sao thoát đi khỏi luân hồi. Trường hợp Đức Thầy đặt câu hỏi với nhà sư nói trên: thời gian 40 năm ấy, ông có xuất lần nào nữa chưa? Là câu hỏi có tính cách khơi nguồn trực giác, vì Ngài đã thấu hiểu cơ duyên hành đạo của sư Đức Minh. Nhưng rất tiếc là ông chẳng hội ý được câu hỏi. Cũng có thể ông hiểu mà không dám tự nhận, điều chứng tỏ còn yếu kém. Nhưng cũng còn đỡ là ông không dám nhận càng khoe bướng, nên nói lắp qua chuyện khác. Chả lẽ tu hành 40 năm rồi mà không hiểu lý xuất gia hay sao? Đức Thầy đầy lòng từ bi, cảm thông tâm cơ và hoàn cảnh của sư Đức Minh, nên Ngài đã gợi ý rồi bỏ lửng,
chớ không dồn ông vào ngõ bí. Bởi câu hỏi trên là ngụ ý ngài muốn hỏi sư Đức Minh đã vào chùa tu 40 năm mà được chứng đạo giải thoát chưa. Hơn nữa, điểm quan trọng của nhà tu là giải thoát sanh tử, mà muốn thoát ly sanh tử phải giải thoát nội tâm, chớ giải thoát ngoại cảnh làm sao kết quả. Hiện giờ tuổi nhà sư đã xế chiều, số vô thường chẳng còn xa, thế mà ông vẫn bước quanh trong vòng sự tướng hữu vi, thì làm sao kịp thời đạt mục đích. Cho nên Đức Thầy đặt câu hỏi vừa sách tấn vừa đập mạnh vào trực giác của ông: hãy tìm kiếm cái không mới có, và vô vi chánh đạo, hỡi người ơi. Cũng ý này trong Pháp Bửu Đàn Kinh Đức Lục Tổ có dạy: chư thiện trí thức muốn tu hành thì ở nhà tu cũng đặng, chẳng cần ở chùa. Ở nhà mà thường tu hành thì cũng như người Đông Phương có lòng lành, ở chùa mà chẳng tu thì cũng như người Tây Phương có lòng dữ. Nếu lòng trong sạch, tánh mình là Tây Phương vậy. Đại khái nhà tu không nên chấp một hình thức nào, ra khỏi nhà hay ở tại nhà, mặc quỳnh y hay bạch y, miễn làm sao cho tâm mình ra khỏi vòng nhiễm ô mê chấp, tất đạt đến chỗ giải thoát an vui. Câu Đức Thầy hỏi sư Đức Minh quả là một công án cho người tu Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 42, hạ thừa hay thượng thừa. Vào khoảng mùa xuân năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đến thuyết giảng đạo pháp tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang. Hôm ấy có đủ các bậc túc nho trí thức cùng một số đông thính giả tham dự. Sau giờ thuyết giảng, một ít người còn lưu lại để hỏi Đức Thầy thêm về nhiều vấn đề đạo đức. Trong số đó có một người đứng lên nói: thưa Thầy, hiện giờ ở núi Cấm có hai nhà tu, một nhà sư, một ông đạo. Ông nào cũng có chùa riêng, đều được số đệ tử hầu hạ và cung ứng mọi tiện nghi vật chất đầy đủ. Song vì tranh giành ảnh hưởng khách thập phương nên đôi bên tị hiềm nhau. Họ tìm đủ lời lẽ bêu xấu hoặc chỉ trích lẫn nhau, có lần phải dùng võ lực để thanh toán nhau. Chẳng biết họ tu theo phái nào mà còn hành động như vậy. Đức Thầy ôn tồn đáp: họ còn tu theo hạ thừa. Bạch Thầy, còn Thầy dạy chúng tôi tu như thế nào? Đức Thầy liền đáp: các ông tu theo thượng thừa. Bây giờ một người khác đứng lên nói: tu như thế nào là hạ thừa và tu như thế nào là thượng thừa, nhờ Thầy giải thích cho chúng tôi được hiểu. Đức Thầy đáp: bởi lòng muốn lợi dưỡng riêng mình nên người ta tìm nơi thuận tiện xây cất chùa am để sống cảnh an nhàn và thâu hưởng tài vật của bá tánh dân cúng, thế là hạng tu tiểu thừa. Vì lòng vị tha bác ái từ bi rộng thương tất cả sanh linh, người hành đạo vừa tu cho mình vừa xả thân giúp đời, nghĩa là nhà tu vừa tu sửa thân tâm, dồi mài trí tuệ, vừa sốt sắng lo làm ăn, tạo cuộc sống hòa hảo với các từng lớp nhân sanh, hầu đủ phương tiện trợ giúp bá tánh cả vật chất lẫn tinh thần để cùng tu tiến lên đường giải thoát, ấy gọi là tu thượng thừa. Thuật theo lời ông Lâm Văn Trung. Phụ bạc: xưa Đức Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trọn 21 ngày, các hàng thinh văn Bồ Tát nghe qua ít ai lãnh hội được. Ngài liền quán xét căn cơ của các từng lớp chúng sanh mà biệt lập tam thừa để tùy duyên khai hóa. Tam thừa gồm có thượng thừa, cũng gọi là đại thừa, để độ hạng thượng căn thượng trí đến quả đẳng giác Bồ Tát. Trung thừa, để độ hạng trung căn trung trí đến quả duyên giác. Tiểu thừa, cũng gọi là hạ thừa, để độ hạ căn hạ trí đến quả thánh đạo thinh văn. Theo đây thì hai nhà tu ở núi Cấm chưa được liệt vào hàng tiểu thừa, song vì Đức Thầy không có ý phân biệt, và ngài cũng dạy tín đồ
đối với nhà tu không nên khen chê cao thấp. Nên Ngài nói, hai nhà tu ấy còn tu tiểu thừa. Xét ra lòng ích kỷ, đi cặp với tham lam, để nó bảo vệ và mưu cầu tạo tác cho cái ngã. Gốc từ cái ngã, rồi khát vọng, danh, lợi, tình, mới sanh ra bảo vệ những gì đã có, tức là lòng ích kỷ, bảo thủ cái sẵn có cũng chưa thỏa mãn, còn khát vọng thêm nhiều cái mới, nên sanh lòng mưu cầu tạo tác, tức là tham lam. Vậy ba cái ta bảo vệ, mưu cầu tạo tác, tức là ba cái ngã, ích kỷ và tham lam. Nó vốn từ một thể và tương quan với nhau, làm tâm trí mờ tối, như gió, sóng và cặn cáo, làm cho nước phải đục. Nhà tu còn dung dưỡng nó trong lòng, tức còn tạo nghiệp sanh tử, không thể nào vào hàng tam thừa. Cho nên giới tu hành cần hiểu rõ điều này, để đem cái tiểu ngã, cá thể, hòa vào cái đại ngã, đại thể. Vui với cái vui chung với vạn loài, khổ với cái khổ chung của muôn loài. Nếu có mưu cầu thì chỉ mưu cầu lợi ích chung cho tất cả, chứ không mưu cầu riêng tư. Đức Thầy từng dạy: muốn trừ tham phải liệu cách đi nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ, và giúp đời đừng đợi trả ơn, miền tròn bốn phần hay hơn bạc vàng. Xưa kia Đức Phật đã dạy, vì chúng sinh mà sinh, thì hôm nay Đức Thầy cũng cho biết. Thầm thương và gì? Ta chịu khổ, khổ cho ba tánh. Cho nên Ngài thường khuyến tánh: giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quảng vật, cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không lượng sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đó là tư tưởng thượng thừa, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Song kẻ học Phật không thể thỏa mãn ở mức thượng thừa, vì Phật pháp vốn chẳng có ba thừa, mà chỉ có một tối thượng nhất thừa. Và cũng không cố định hay dành riêng cho ai phải tu hạ thừa hay thượng thừa, mà tùy theo tâm đức công hạnh của mỗi hành giả. Sở dĩ có ba thừa là quyền giải cho thích hợp với mỗi căn cơ, chớ cuối cùng cũng đưa nhà tu đến chỗ ngộ nhập tri kiến Phật. Cho nên Đức Thầy nói Phật giáo hòa hảo tu theo thượng thừa cũng là quyền giải để đưa tín đồ đến chỗ Phật quá tánh tình, Phật thừa, và về tới đích cuối cùng là thanh tịnh pháp thân, thoát dòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 43, tu nhân không tu quả. Sau tiết Trung thu năm Kỷ Mão 1939, tôi có đến tổ đình thánh địa Hòa Hảo để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Khi tới nơi khoảng 5 giờ chiều, thấy Đức Thầy đang điều trị các bệnh nhân, tôi liền đi luôn vào trong thăm Đức Bà. Đợi lúc Ngài trị bệnh xong, Đức Bà mới dắt tôi ra trước mặt Ngài giới thiệu: Thầy Tư, đây là thằng Tư con của cậu chủ ở xã Kiến An, bà con với mình vừa lên thăm. Khi ấy Đức Thầy nhìn tôi chào hỏi, rồi Ngài ngó sang Đức Bà nói: tôi bây giờ đối với ai cũng vậy. Nói xong, Ngài bắt đầu thuyết giảng đạo pháp, đến 9 giờ mới chấm dứt. Mọi người đều tản mát ra về, riêng tôi và một ít người khác còn lưu lại.
Bây giờ Đức Thầy ra nằm nghỉ trên ghế bố đặt phía trước nhà căn phía trên. Tôi bước đến vừa chắp tay thì Đức Thầy ngồi dậy. Tôi liền nói: Thưa ông, đành rằng với tình thân tộc, nhưng hôm nay tôi đến đây với mục đích là để thưa hỏi vấn đề tìm đạo tu hành. Đức Thầy cười nói: Hôm nay các ổng đã đi hết rồi, còn ai mà hỏi? Tôi thưa tiếp: Tôi vừa đọc qua quyển giảng thứ nhất, Sấm giảng khuyên người đời tu niệm, thấy đại ý trong đó, ông thức tỉnh mọi người tu hành. Xét ra với những người ở các phương xa mà ông còn thương xót dạy dỗ, huống chi tôi đến tận nơi đây, ông lại không nói, thì tôi biết làm sao hơn. Nhưng khi tôi về rồi, chừng nào tôi mới đến được nữa? Đức Thầy cười vui và ôn tồn nói: Ông đến đây để hỏi việc tu hành cho được minh tâm kiến tánh phải không? Tôi liền thưa: Không riêng một mình tôi, mà tất cả mọi người hễ tu hành thì chắc ai cũng đều muốn được kết quả y như vậy. Đức Thầy đáp: Không, ở đây không có giải pháp minh tâm kiến tánh, mà chỉ có dạy đoạn lục căn, đừng nhiễm lục trần. Liền theo đó, Ngài vừa đọc vừa giảng một đoạn trong quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ cho tôi nghe. Đoạn giảng ấy khởi đầu từ câu: Lo tu tịnh mặc ai khinh ngạo, việc lục căn đừng nhiễm lục trần. Và chấm dứt ở câu: Dứt được nói là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đài. Khi chấm dứt đoạn giảng, tôi thấy Đức Thầy có vẻ mệt, khiến tôi động lòng, nên chắp tay thưa: Đối với tôi, lời chỉ dạy của ông trong đoạn giảng vừa qua rất nhiều rồi. Vậy xin phép để ông nghỉ, rồi tôi xá ngài một cái mà lui ra, thuật theo lời của ông Đặng Thành Tự. Phụ bài: Đọc câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra một ít điểm quan trọng. Điểm thứ nhất, thấy rằng đạo Phật đối với chúng sanh lúc nào cũng chủ trương từ bi bình đẳng, ví như ánh sáng mặt trời soi chung cho vạn loại, không soi riêng cho loài nào hay vật nào. Xưa Đức Phật từng bảo, Phật cũng đồng nhất thể bình đẳng với chúng sanh, và nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Hiện nay Đức Thầy cũng nói, các chúng sanh đều có như ta. Hoặc là: Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh làm. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Đã nhận mọi người đều có học giống Phật, thì ai ai cũng có đủ khả năng thành Phật, song vì sự giác ngộ sớm và muộn vậy thôi. Trước sau tuy khác, thiện căn vẫn đồng. Xưa kia trên đường hành đạo của Ngài thường bất khinh Bồ Tát. Mỗi khi gặp ai, ông cũng đều chắp tay xá và thốt lên một câu: Thưa ông, tôi không dám khinh ông, vì trước sau gì ông cũng thành Phật. Thời nay, lúc Đức Bà nhắc ông Đặng Thành Tựu đến giới thiệu với Đức Thầy là bà con, thì Ngài nói: Tôi bây giờ đối với ai cũng vậy. Một câu nói đầy sự bình đẳng, không phân biệt kẻ thân người sơ hay giàu nghèo ngu trí. Mà đâu đâu ba tánh cùng con lành, thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Điểm thứ hai, thấy rằng khi ông Tự bước đến thưa với Đức Thầy: Tôi đến đây với mục đích là để thưa hỏi vấn đề tìm đạo tu hành, thì Ngài trả lời: Hôm nay các ổng đi hết rồi, còn ai đâu mà nói?
Tại sao Ngài lại nói thế? Bởi thời ấy nhà cầm quyền Pháp theo dõi kềm kẹp Ngài quá gắt gao, nên trong cuộc trị bệnh và thuyết giáo, Ngài ra vẻ như những người thượng sát cởi đầu và có những lối nửa thật nửa hư để đánh lạc hướng họ. Và Ngài cũng muốn thử lòng ông Đặng Thành Tựu, xem ông có quyết tìm cầu đạo Pháp hay không. Điểm thứ ba là quan niệm chung của những người chưa tu thường hay sợ quả chớ không sợ nhân, nghĩa là họ chỉ sợ những nỗi khổ đau mà không biết sợ cái nhân sanh ra đau khổ. Cũng như người đã tu thì phần đông thường mong được kết quả Phật Thánh, chớ ít ai lo gieo nhân từ thiện. Đức Thầy đã không hiểu tâm lý của ông Tự cũng như mọi người khác, Ngài mới nói ở đây không có dạy pháp minh tâm kiến tánh, mà chỉ có dạy đoạn lục căn đừng nhiễm lục trần. Bởi minh tâm kiến tánh là quả, mà đoạn lục căn đừng nhiễm lục trần là nhân. Nhà tu khi làm chủ được sáu căn, đừng để ô nhiễm sáu trần, tức được kết quả minh tâm kiến tánh. Bằng chẳng đoạn lục căn lục trần mà muốn minh tâm kiến tánh thì không bao giờ có được. Cho nên Đức Thầy dạy ông Tự cũng như các tín đồ tu nhân, chớ không cần tu quả mà quả vẫn đạt. Ta thử đọc một đoạn giảng dưới đây. Sao đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi đường nó ấy là giải thoát, thì xác cứ trần mới khỏi đọa đày. Kinh xưa cũng thường nói sáu căn đối với sáu trần mà tâm vẫn như như bất động, tức đắc được sáu phép thần thông. Nhân căn trần thanh tịnh, nhi đắc lục thông thị hiện giả giả. Được giải thoát hay đắc lục thông và minh tâm kiến tánh cũng đồng một ý, chỉ cho cái kết quả của sự diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 44, có thể định sự trả quả. Khoảng thời gian năm 1939-1940, Đức Thầy mới ra đời mở đạo tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài thường dùng quyền diệu cứu độ các bệnh nhân, nhiều người mang nhiều chứng bệnh khác nhau, người nhà lo đủ phương cách, nhiều thầy lắm thuốc mà vẫn không lành. Nhưng khi đến với Đức Thầy, Ngài chỉ cho uống nước lã, giấy vàng hoặc ít thứ lá xoài, lá ổi mà bệnh chi cũng hết một cách thần diệu. Hôm nọ, sau giờ thuyết giảng đạo đức, bỗng thấy ông khách lạ trông có vẻ sang trọng bước đến đối diện với Đức Thầy. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, ông khách tỏ ra mình có học thức và thông hiểu kinh pháp. Ông đặt ngay câu hỏi với Đức Thầy: Thưa Ngài, Ngài có nhận là những người mang bệnh là do nghiệp quả chăng? Đức Thầy đáp: Phải, những người đang lâm bệnh phần nhiều là do căn quả. Người khách liền hỏi tiếp: Ngài đã nhận đau là do căn quả, mà nay Ngài đã dùng quyền diệu để độ cho hết bệnh, chẳng quá ra Ngài cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả đó sao? Không, tôi không có quyền sửa luật nhân quả. Vậy sao Ngài lại cứu người hết bệnh? Đức Thầy ôn tồn đáp lại đại khái rằng: Sở dĩ tôi cứu người hết bệnh là gì? Hoặc giả nghiệp quả của người bệnh sắp mãn, nên chi gặp tôi thì họ hết bệnh. Hoặc giả nghiệp quả của họ chưa mãn, nhưng tôi cầu xin Đức Ngọc Đế định sự trả quả của họ lại, để tôi cứu độ họ khỏi bệnh, cho họ cảm lấy đức ân đó mà hoài đầu hướng thiện, ăn năn cải sửa tu hành. Nếu họ thật tâm làm lành đánh dữ thì công đức của họ đã tạo được sẽ đền bù dần dần nghiệp quả của họ. Nhược bằng họ không ăn năn cải hối mà cứ tiếp tục gây nên nghiệp ác, thì chừng đó chẳng những họ phải trả nghiệp mới
mà còn phải trả luôn nghiệp cũ. Cũng như một tội nhân ra trước tòa án, nhờ luật sư xin cho họ hưởng án treo. Hưởng án treo chứ chưa phải là hết tội. Nếu họ không tái phạm thì trong một thời gian cái án treo ấy không còn hiệu lực. Bằng trái lại, nếu người tội còn tái phạm thì chừng đó họ phải đền tội mới và luôn cả án treo nữa. Nghe xong, ông khách cúi đầu có vẻ thán phục, liền chào đức thầy mà lui ra. Thuật theo lời Thiện Pháp Giác Tiến số 6. Phụ bạc, xưa nay luật nhân quả vẫn nghiêm minh, song người đời lắm kẻ chưa tin, nhưng vì chưa truy cứu chính chắn nên sự tin hiểu sai lầm. Sự sai lầm ấy có nhiều định kiến khác nhau. Trường hợp ông khách kể trên chỉ tin luật nghiệp báo theo lối cố định và độc tôn, nên ông bắt bẻ đức thầy điều trị cho các bệnh nhân được lành là cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả. Chúng ta thử đi sâu vào vấn đề. Điểm thứ nhất, đành rằng nghiệp báo, luật nhân quả với quyền tạo hóa chẳng phải hai, và hễ gieo giống chi tất lên cây trái nấy. Nhưng ông khách chưa hiểu được thời gian gieo nhân đến khi kết quả có dài ngắn và tính chất mạnh yếu của mọi thứ giống, cộng với sự thuận duyên hay nghịch duyên và cách đổi giống của chủ nhân mà sự thành quả có khác. Những hành động, ngôn ngữ và tâm tưởng giữ lành của mỗi người từ lúc gây nghiệp cho đến khi thọ báo cũng y như vậy. Lại nữa, nếu kẻ gieo giống mạnh, gặp đất tốt, chăm sóc phân bón đầy đủ, thuận duyên thì lên cây trái mau và kết quả nhiều. Ngược lại, mọi thứ ấy đều yếu kém thì kết quả chậm và ít, hoặc cây bị hụt đọt hay khô héo dần, có khi không thành quả đạt. Người tạo nghiệp lành dữ đều thọ cảnh y như thế. Nghĩa là khi đã tạo nghiệp quấy ác mà lúc đó rất đồng tình, cố ý, ấy là hạt giống mạnh. Sau đó tiếp tục làm ác, ấy là dung phân tưới nước cho tốt nên bị quả báo mau. Và nhiều, có khi kết quả gấp trăm ngàn lần lúc mới gây nghiệp. Cổ nhân từng bảo, sinh một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo giữ lành, quả báo y như thế. Trái lại, dù ta có tạo nghiệp dữ nhưng vô tình và sau đó biết ăn năn sám hối, quyết từ đây không tái phạm và tích cực tạo việc lành nghịch duyên, thì quả báo ác sẽ kết chậm và nhẹ, có khi khỏi bị quả báo. Cũng như người lỡ gieo giống xấu xuống ruộng rồi tự biết hoặc nhờ người khác giải thích cho biết, họ liền cài bỏ thứ giống xấu ấy trong lúc đó chưa nảy mầm đâm tựa, đồng thời cấp tốc gieo các thứ giống tốt lành xuống và tiếp tục chăm bón phân nước tốt, thì hạt giống xấu kia sẽ mất. Cho dầu có còn sót chút đỉnh cũng bị úng hư hoặc hụt đọt như đã nói trên. Bây giờ trong miếng đất của chủ nhân chỉ còn lại những cây tốt lành đơm đầy bông trái. Giả là đã sanh trong cõi trần thống khổ, mỗi ai cũng có nghiệp bất lành đã gây từ trước, mà nếu hiểu nhân quả theo lối cố định như ông khách kia thì mấy ai tu hành được chứng quả. Và người dốt cũng không học cho biết chữ, hay kẻ học trò tương lai không được làm thầy giáo hay sao? Xưa kia kinh sử chứng minh một cách rõ ràng, các bậc Phật tiên thánh đều từ một chúng sanh biết cải hối tu hành mà nên. Thế thì sự tin nhân quả theo lối cố định của ông khách chưa đúng chân lý. Điểm thứ hai, ông khách hiểu nhân quả theo lối độc tôn mới buông lời trách đức thầy trị bệnh cho người hết bệnh là cướp quyền tạo hóa. Theo ông thì tạo hóa có quyền tối cao ban phước giáng họa, và ai sao để vậy mới là tuyệt đối công bằng. Song đó chỉ là công bằng theo một chiều, chưa công minh thực thể. Đức thầy thương hại ông khách nên dựa vào quan điểm chấp nê của ông mà giải đáp, cầu xin Đức Ngọc Đế định sự trả quả của các bệnh nhân bằng cách là điều trị cho họ vượt qua cơn bệnh. Nhân đó ngài giải bài đạo lý và luật nhân quả báo ứng cho họ nghe. Lúc ấy
các bệnh nhân vừa cảm niệm hồng ân trị bệnh, vừa nghe pháp màu, họ liền phát tâm sám hối, cải ác tùng thiện. Rồi ôm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều báo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 45, muốn gặp thầy. Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rày gặp mà tăng. Thuở đức thầy mới khai đạo năm 1939 tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, một hôm ngài đang đứng trước sân nhà ông Nguyễn Duy Hinh, phía dưới tổ đình khoảng 200 mét. Lúc đó có mặt các ông Nguyễn Duy Hinh, Lê Văn Diệp, Ngô Ngọc Chơn và một số đồng đạo khác. Đức thầy nhìn hết mọi người nói: bây giờ các ông là bà con thân tộc của tôi, và cũng là tín đồ lớn nữa vì quy y trước. Nhưng sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian, khi tôi trở về chưa chắc gì các ông được gặp tôi, nếu các ông không chịu tu. Ngừng lại một phút, ngài nói tiếp: sau thời gian vắng mặt đó, tôi sẽ trở về. Lúc ấy không phân biệt người dân hay thân tộc, cũng không luận tín đồ lớn hay nhỏ, hoặc già trẻ sang hèn sau trước. Nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi, tất được gặp tôi, bằng không sẽ bị bàn lọc tạo hóa lọc ra trước. Nghe đức thầy nói đến đây, ai nấy đều tỏ nét trầm ngâm suy nghĩ, như quyết chạm khắc lời giáo huấn ấy vào tâm tư, thuật theo lời ông Lê Văn Diệp. Phụ bạc, đọc chuyện trên chúng ta có thể rút ra bài học quý giá. Một, định luật xoay vòng của tạo hóa. Đức thầy muốn cho tín đồ hiểu biết về định luật thăng trầm của dòng đời và cuộc bi quan ly hiệp của vạn vật trong thế gian. Dù đời hay đạo cũng thế, đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Cho nên ngài mới nói: sau này tôi sẽ vắng mặt trong một thời gian. Vậy thì chỉ vắng mặt một thời gian, chớ chẳng phải vắng luôn mà. Ít lâu ta cùng trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Ngài cũng tác động niềm tin nơi mọi người. Hiền lành chân đó sung dày, quân thần cổng lạc mấy ngày vui chơi. Cho nên càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiếng canh Phật hoàng cầu đến đó ăn cùng ngỡ đó. Hai, chân lý thực tế.
Giáo lý của đạo Phật tuy cao sâu và màu nhiệm vô cùng, nhưng cũng rất thực tế và công bằng đáo để. Nghĩa là ai có học mới thông, có hành trì mới chứng đắc. Cũng như mọi người trong thế gian, có làm mới có ăn, và có ăn mới no, có ngủ mới khỏe. Bằng ai không thực hành, ắt khó mong thành quả. Ai mà ta dài chăm dinh thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Vì thế Đức Thầy mới luôn dặn dò, ai có thực hành theo giáo lý của Ngài mới đặng gặp Ngài. 3. Tinh thần bình đẳng trong đạo Phật. Xưa Đức Phật từng bảo, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Thầy nay cũng dạy, các chúng sanh đều có như ta. Cho nên lòng từ bi bình đẳng của Ngài bao la vô bờ bến. Dù đối với môn đồ hay vạn loại chúng sanh cũng thế, Ngài không hề phân biệt giai cấp, thân sơ hay sang hèn sao trước. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Hoặc là đâu đâu ba tánh cùng con lành, thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. 4. Các cuộc thi lọc. Xưa nay từ trường đời đến cửa đạo, sau thời gian tu học, môn đồ đều phải trải qua các kỳ thi cử. Nếu có thi, tất có chọn lọc thấp cao đầu rớt. Đời thì thi tri thức, văn chương, toán hóa, đạo. Chẳng những thi cả hạnh đức trí tuệ, mà còn phải thi với bao nghịch cảnh, dục trần, danh lợi tình, câu nhữ. Nào vật chất cuốn lâu, tà sư quyến rũ. Nào các lần pháp nạn, dài dặc thời gian. Song dù các sự trạng ấy xảy ra như thế nào, hành giả vẫn bền lòng kiên nhẫn và đủ trí dũng vượt qua, nên được vô cùng quý giá thi đậu. Bằng ngược lại, ắt bị rớt, tức bị lọc ra. Bây giờ bạc lồn dưới chì, nửa sau lọc lại dứt tì cùng chê. Dạ. Nó lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Do đó Đức Thầy mới nói, nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi, tất được gặp tôi. Bằng không sẽ bị bàn lọc tạo hóa lọc ra trước. Và nếu không tu chừng khó ai cùng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Hiện giờ tuy ba cụ già trong câu chuyện kể trên không còn, nhưng chúng tôi tin chắc ba ông chẳng bao giờ mất. Bởi xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 46, cõi mở. Khoảng cuối mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Ngày nào cũng như ngày nấy, ban ngày Đức Thầy trị bệnh và thuyết đạo để khuyên bá tánh thức tỉnh tu hành. Chiều lại sau giờ cúng tối, Ngài cũng dành thì giờ giảng luận đạo lý. Gần đó có ông Phạm Chí Hiền, thường gọi là Sáu Viên. Mỗi buổi tối, ông hay đến nhà ông Bộ Thạnh để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lúc đầu ông Viên có dự định nghe để tìm hiểu coi Ngài luận giải đạo đức ra sao. Nhưng một đêm nọ, hình như lời pháp nhũ
đã thấm vào tâm tư. Khi về nhà, ông nằm suy nghĩ những việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình từ lâu không xứng đáng là một con người, nói chi đến Phật Thánh. Đoạn rồi ông kết luận, mình quả là con thú hai chân, làm sao tu được? Nên lòng ông nghi ngại, không dám nghĩ đến việc quy y hành đạo. Sáng lại, ông Viên cũng đến nhà ông Bộ Thạnh ngồi nghe pháp nữa. Sau khi điều trị một ít bệnh nhân, Đức Thầy bắt đầu thuyết giảng đạo lý. Ông Viên thấy Đức Thầy nhìn ngay mình trước, mới từ từ nhìn đến mọi người chung quanh, rồi Ngài cất tiếng. Ngài nói rất nhiều, nhưng ông Sáu Viên chỉ còn nhớ một đoạn. Ai có nghe thuyết giảng kinh pháp cũng nhận được, đối chiếu với cõi trần gian khổ nhọc của chúng ta đang ở, có cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, cõi ấy rất an vui, quý báu, không còn lo ăn, mặc hay già, bệnh chết. Nhưng hôm nay, tôi không muốn nói tới cõi cực lạc, vì hình như nó xa với quý ông quá, khó tin nhận. Mà hôm nay, tôi muốn nói cái châu thành của nước mình thôi, để quý ông dễ hiểu, dễ tin. Như có người đi Sài Gòn về thuật lại cho những người chưa đi lần nào nghe. Sài Gòn có cả một chu vi 9-10 quận, nào đường xá xe cộ, có nhiều nhà lầu cao 5-7 tầng, đèn điện sáng choang, đủ màu, đủ kiểu, nào hàng hóa, ghe tàu, vân vân. Nghe qua ai cũng có ý định tới đó một lần cho biết. Nhưng trong số này có ba hạng người suy nghĩ khác nhau. Hạng thứ nhất là người có nhiều tiền của, nghĩ rằng mình chỉ lên xe ngồi từ 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ là tới nơi, dẫu gì phải đi gấp. Thế rồi lấy đất mãi người ấy vẫn chưa đi được. Hạng thứ nhì là người có đủ phương tiện ghe xuồng, nghĩ rằng đây lên Sài Gòn mình chỉ cần chèo bơi 2-3 ngày là tới thôi, để thủng thẳng rồi sẽ đi. Do đó thời gian kéo dài, người đó cũng chưa đi đến được. Còn hạng thứ ba là người rất nghèo túng, thiếu mọi phương tiện, tiền gạo ghe thuyền, nhưng khi nghe nói đến Sài Gòn thì họ quyết định và hăng hái ra đi, dù họ phải đi bộ và dọc đường ăn xin ngủ nhờ. Song bởi có lòng cương quyết và bền chí, nên chỉ trong thời gian 9-10 ngày là người ấy có mặt tại Sài Gòn, trong khi hai hạng người có đủ phương tiện kia chưa khởi hành. Sự tìm đạo tu hành của mỗi người hiện nay cũng thế. Nếu không có lòng dứt khoát và cương quyết thì biết bao giờ mới ra khỏi cảnh khổ đau sanh tử. Nghe lời luận giải của Đức Thầy, ông Sáu Viên hiểu là Ngài muốn cởi mở điều hoài nghi của mình vừa qua. Ông liền hăng hái đến trước Đức Thầy xin quy y và lo tu thân hành đạo, thuật theo lời ông Sáu Viên. Phụ bạc, xuyên qua câu chuyện ông Sáu Viên, chúng ta nhận thấy giáo pháp thật là màu nhiệm vô cùng, bởi nó là ánh sáng của trí tuệ, nay đuốc huệ từ bi đã rọi. Lần đầu tiên lời thuyết pháp của Đức Thầy giúp cho ông Sáu Viên thấy được những sai lầm của mình từ trước tới giờ, nhưng vì nghiệp mê lâu đời hãy còn che lấp hạt giống giác ngộ, nên ông tâm ra hoài nghi mặc cảm, thấy mình chẳng xứng đáng con người thì làm sao tiến đến quả vị tiên Phật được, nên ông chưa chịu quy y hành đạo. Nhưng dù sao ông cũng có đặc điểm đáng chú ý là sau khi nghe pháp biết kiểm soát lại lòng mình, trong lúc có nhiều người nghe rồi thì cũng phủi rồi. Đến lần thứ nhì là nhờ Đức Thầy thấu rõ tâm trạng của ông Viên, nên Ngài khéo léo đưa ra tỷ dụ ba hạng người đối với châu thành Sài Gòn để chỉ cho mọi người nơi chốn ta bà nhận được có cõi cực lạc, nhờ đó giúp cho ông Viên cởi mở được hoài nghi mặc cảm mà hăng hái quy y hành trì chánh pháp. Vậy người muốn tu, dầu đặng gặp Đức Thầy hay chưa gặp, ai ai cũng phải nương theo ánh sáng của trí huệ, tức lời giáo pháp của Phật, của Thầy. Nương theo đức huệ tâm chân lý, lòng tin từ bi diệt dục ngờ lòng
tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ huyền thâm. Mau chân bước đến long quân hội châu Phật qua vui cõi đại đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 47 hiền báo. Ông Nguyễn Văn Sóc, người ở xã Long Điền, quận Chợ Mới, An Giang, thuở ấy đức thầy mới khai đạo, ông thường tới lui tổ đình thánh địa Hoàng Hảo để nghe ngài thuyết giảng đạo lý. Hôm nọ vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, sau thời thuyết đạo, bỗng thấy một chiếc ghe vừa ghé bến, rồi một người đàn ông cầm sào bước lên bờ, đi ngay tới trước đức thầy chắp tay thưa: "Thưa cậu Tư, gia đình tôi ở Voi Cỏ Bác, ngang Tân Châu. Cách đây 3 tháng, thằng con tôi phát bệnh rất nặng, cả mình đều nổi u nần, da thịt dày cứng, ăn nói khác thường và đau nhức liên tiếp ngày đêm. Gia đình tôi lo chạy chữa nhiều nơi, tiền bạc hết sạch mà bệnh nó vẫn không giảm chút nào. Chỉ khi nó đòi ngâm mình dưới nước mới bớt đau nhức, nên mấy lúc gần đây nó hay trầm mình dưới sông, có khi cả 1-2 giờ kêu nó cũng không chịu lên. Nay tôi và thằng con lớn trói nó lại, ngâm trong chiếc ghe đầy nước đem xuống đây nhờ ông Tư trị liệu giùm." Đức thầy nhìn người ấy bảo: "Ông xuống mở trói dắt con lên đây." Ông lão xuống ghe còn chần chừ, vì sợ mở trói nó nhảy xuống sông lặn mất đi, bèn trở lên hỏi ý kiến đức thầy lần nữa. Đức thầy dạy: "Ông cứ làm y lời tôi đi, nó không chạy đi đâu mà sợ." Người ấy vâng lời, xuống mở trói dắt con lên. Đức thầy bưng ly nước mát, nhìn ngay bệnh nhân đứng đối diện nói: "3 tháng nay gia đình người ta đau khổ nhiều lắm, thôi bao nhiêu đó đủ rồi." Nói xong, ngài hất ly nước vào mặt bệnh nhân. Người bệnh nhân té xỉu bất tỉnh. Vài phút sau, đức thầy bảo ông Năm Chơn đỡ lên, cậu thanh niên tỉnh táo lại như thường. Đức thầy xoay qua nhìn thân phụ của bệnh nhân nói: "Trước đây ông giết cả 2 mẹ con người ta, bây giờ mới gặp quả báo như vậy." Người ấy vội trả lời: "Thưa ông Tư, từ nhỏ tới lớn tôi không có giết ai hết." "Ông nhớ kỹ lại đi, ông đã giết mẹ con người ta 1 lượt mà." Người ấy suy nghĩ một lát chắp tay: "Thưa ông, tôi nhớ kỹ rồi, suốt đời tôi không có giết ai hết. Nhưng có điều, gia đình tôi từ trước tới giờ chuyên sống nghề đâm cá. Nguyên thời gian qua, tôi có đâm được 1 con cá sấu, khi đem nó lên xuồng rầu, ít phút sau lại đâm thêm được 1 con cá sấu nhỏ nữa. Chúng tôi đem hết về xẻ thịt bán lấy tiền chi dụng trong gia đình, chỉ có thế thôi." Đức thầy liền nói: "Tất cả sinh vật hữu tình đều có linh hồn, đều có thân xác, biết ham sống sợ chết, biết đau khổ oán hận như loài người vậy. Mỗi hành động nào cũng đều có nghiệp quả báo hết. Do đó tôi mới nói ông giết 2 mẹ con người ta. Từ đây gia đình ông phải cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ đi, tìm nghề khác sanh sống. Nghiệp quả bớt dần, con ông sẽ hết bệnh." Nghe đức thầy giải thích, ba cha con ông ấy quá ghê sợ, chắp tay cúi đầu xin với đức thầy để được sám hối quy y, rồi thỉnh thêm 3 thang thuốc nam từ tả ra về, thực theo lời ông Nguyễn Văn Sóc. Phụ bàn: "Xưa kinh Phật từng dạy, hễ gieo gió thì gặp bão. Sách thánh cũng có nói: chủng qua hoàng đắc qua,
Dũng Đậu, Hoàng Đắc Đậu. Câu chuyện gia đình của cha con ông lão Chùi Cá quả là nghiệp báo hiện tiền. Vì khi tạo nghiệp đến lúc hưởng quả, thời gian chỉ có một năm, tức trong đời người mà thôi. Trong lực quả báo có biệt nghiệp và cộng nghiệp rất phân minh. Biệt nghiệp là do nghiệp nhân một người tạo ra, thì sau đó chính mình người ấy hưởng quả. Còn cộng nghiệp là do nghiệp nhân nhiều người cùng chung gây tạo, hoặc cả gia đình cùng gây rồi cùng chung hưởng. Sau này cũng nhiều người cùng chung chịu quả. Ví như nước này đem binh đánh giết nước khác, thì sau này cũng bị nước khác đem binh đánh phá giết hại binh lính nước này, không hề sai chạy. Đức Thầy đã xác định trồng bóng kiển giống chi hưởng nấy, hoặc là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Sự trạng của cha con người đâm cá trên là trường hợp cộng nghiệp. Còn ông bơi xuồng, ông đâm cá sấu đem về sẽ thịt bán, cả nhà chung hưởng. Chỉ cách có một năm là kết quả. Con ông bị nghiệp cảm đau nhức, da thịt nổi u nần, trầm mình dưới nước như cá sấu và bị mất trí khôn. Cả nhà phải khổ vì người bệnh, phải lo lắng chạy chữa hết bạc tiền, ngày đêm biến ăn bỏ ngủ. Đây là sự quả báo nhãn tiền. Đời xưa quả báo thì vậy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Gặp lại gia đình ông lão đâm cá cũng còn chút duyên lành, nên may mắn gặp được Đức Thầy chỉ cho phương cách để chuyển nghiệp. Từ đây gia đình hãy cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ tìm nghề khác sanh sống. Nghiệp quả bất dần, con ông sẽ hết bệnh. Và trong khuyến thiện, Ngài cũng thường khuyến quá: phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn với Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 48, một câu phỏng vấn. Vào năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy đang lưu trú tại chiến khu miền Đông cùng anh em chiến sĩ kháng Pháp. Sau khi các báo chí đăng tin, Ngài đã nhận tham dự vào Ủy ban Hành chánh Nam Bộ với chức vụ ủy viên đặc biệt và lời tuyên bố vì sao tôi phải tham chánh. Bây giờ dư luận quần chúng xôn xao, nhất là với báo chí. Họ nghĩ rằng một giáo chủ của tông phái Phật giáo, tại sao ông không đứng trong cương vị tu hành mà lại đặt chân vào môi trường quân chính? Hơn nữa, nhà tu mà vào sống cảnh bưng biền, nơi đồng khô rừng rậm, đĩa dắt sình lầy, biết rồi đây, ông có giữ vững lập trường hành đạo không? Do đó, nhóm ký giả báo chí muốn tìm hiểu về Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Họ cử ký giả Hồ Quyên, một ký giả có tầm cỡ, đại diện cho nhóm báo chí vào chiến khu phỏng vấn Đức Thầy. Cuộc phỏng vấn gồm 6 câu hỏi, đã có đăng trong báo chí Nam Kỳ ngày 29 tháng 11 năm 1946 và đã kết tập trong Thiên Văn Giáo Lý toàn bộ. Ở đây chúng tôi xin đề cập một câu hỏi chót trong 6 câu hỏi kể trên. Ký giả Hồng Quyên hỏi: trước khi từ giả, xin ông cho biết đời sống ở bưng biển có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Đức Thầy vui vẻ đáp: với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình.
chứ những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Trích trong thi văn giáo lý toàn bộ. Phụ bài: qua câu hỏi của ký giả Hồ Quy và lời giải đáp của Đức Thầy, chúng ta có thể tìm ra một vài nhận xét. Trước nhất là về câu hỏi của nhóm ký giả. Bởi thói thường, người ta quan niệm nếu nhà tu thì phải tách rời thế tục, lách mình vào núi non rừng thẳm hoặc nơi u nhà tịch mịch, không còn thiết đến việc đời. Mọi sự, mọi việc đều có Phật tử lo lắng đảm đang. Nay tại sao Đức Thầy lại dấn thân vào làng Tên Mũi Đạn, gánh vác bao điều gian khổ? Thế thì sự hành đạo của Ngài ắt sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và giảm sút ý chí. Cho nên họ mới đặt ra câu hỏi: đời sống ở bưng biển có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Hiểu được tâm trạng của nhóm ký giả, Đức Thầy vui vẻ đáp: vế thứ nhất, với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Bởi lẽ một nhà tu như Đức Thầy đối với ngoại cảnh không bao giờ chi phối được lòng. Hồi ở thành thị, Ngài không cho đó là cao sang sung sướng, thì khi vào bưng biển, Ngài cũng không xem đấy là cực khổ gian lao. Lúc nào thân tâm Ngài cũng vẫn an nhiên mà thi hành công vụ. Cho nên Ngài mới nói: cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Qua vế thứ hai của câu hỏi, Đức Giáo Chủ cho biết những đức tánh cao cả tốt lành là căn bản của nhà tu. Chính nó là bản chất của mọi sự việc. Nếu bản chất xấu ác thì ngôn ngữ, hành động và mọi hiện tượng bên ngoài cũng xấu ác theo. Bằng tâm tánh cao cả tốt đẹp thì việc làm, lời nói và mọi hiện tượng đều cao cả tốt lành. Vậy các đức tánh cao cả tốt đẹp ấy là gì? Theo ngôn hành của Đức Thầy, đó là những đức tánh từ bi, bác ái, dĩ đức, háo sanh, khoan hồng, đại độ. Tuy tình thế đổ thay, chớ tấm lòng nhân chẳng đổ. Chính Đức Giáo Chủ đã đem các đức tánh đó áp dụng vào đời. Là môn đồ như chúng ta hiện giờ, nên noi theo gương hạnh của Ngài để thực hiện cho kỳ được. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lời. Sau khi hành giả phát hiện được các đức tánh cao cả rồi, không nên dừng lại đó. Vì theo Nho Giáo thì đây chỉ mới được minh minh đức, chớ chưa tới chỗ tân dân. Còn theo Phật giáo thì mới được phần tự giác, chớ chưa tiến đến phần giác tha. Do đó Đức Thầy mới trả lời vế kế tiếp: và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Điều này chính Đức Giáo Chủ và cả môn đồ của Ngài đã và đang thực hiện để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ giác tha bằng cách đem đạo vào đời để hoàn thành những đức tánh cao cả tốt lành, nhằm mục đích cứu khổ sanh linh, bảo vệ đồng bào tổ quốc khi bị kẻ ngoài thống trị. Cũng như thiền sư Ngô Chân Lưu vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10 là một chứng tích điển hình. Bây giờ ông đang ẩn tu nơi động Hương Tích. Vì đáp lời yêu cầu của vua Đinh Tiên Hoàng, ông rời khỏi Am Dân, mang trên mình sắc chỉ khuôn phò đất Việt. Nhưng khi thi hành xong nhiệm vụ, ông lui về vị trí của nhà tu. Ngày nay Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng rứt áo cà sa khoác chiến bào, cũng sông nước trận tiền ngăn giặc mạnh hầu để đem nguồn sống mới cho nhân loại, để tiên tiến lên cõi đại đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 49, qua dạng họ là Quý. Năm Quý Mùi 1943, lúc Đức Thầy đang cư trú tại đường Lơ Phêu, Sài Gòn, một hôm có số tín đồ ở các tỉnh lên viếng Đức Thầy. Những người ở chung tại đây đều tập hợp để nghe Ngài nói chuyện. Sau khi thuyết giảng đạo lý, Đức Thầy khuyên nhắc anh em các nơi nên thận trọng công việc hoạt động đạo pháp giữa lúc này, vì người Pháp rất nghi kỵ chúng ta và họ cố tình diệt đạo.
Đoạn rồi Ngài dừng lại để mọi người tự do đàm luận. Yên lặng khoảng 10 phút, Ngài lên tiếng hỏi lớn: Trong các loại hoa cúng Phật, theo các ông, chọn thứ hoa nào là quý hơn hết?